talk nice to me, I'm in your head, I invest. That's a short-term fee, got it locked, I'm the best. Well, at least that's what I think. Give me props when I rap. Pick you up, I mean. Hello, xin chào tất cả mọi người. Cuối cùng thì cái kiện hàng Taobao mình đặt từ Trung Quốc đã về đến Mỹ rồi. Mình đặt từ hồi tháng 3 cô, nhưng mà bây giờ thì nó mới đến tại vì dịch bệnh ý. Mình đã tự tìm đồ đặt đồ và sau khi mình bóc cái đống này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từ A đến Z nhé. Đầu tiên thì chúng mình sẽ khai vị về một chiếc áo màu hồng cánh sen. Họ tặng thêm cả hai bông hoa xinh xinh nữa. Trời đất quỷ thần ơi, cái màu nó đẹp rạng ngời mà rất chói lóa. Mình đã mua sơ mi của hãng này rất là nhiều rồi, tại vì cái chất liệu nó siêu đỉnh luôn. Và cái form áo ấy, nó rộng rộng đúng cái kiểu mình thích. Mọi người cứ yên tâm là sẽ được ngắm đủ 7 sắc cầu vồng trong cái kiện hàng này. Mình là người chơi hệ màu mè mà. Đang màu mè thì vớ luôn phải một cái bọc màu đen. Đây là một chiếc hoodie màu đen rất là đen. Và nó không có một cái đặc điểm nổi bật nào cả. Và rất là phù hợp cho những ngày không có gì để mặc. Hoặc những ngày nào mà tâm trạng vui quá thì mặc để cho nó giảm nhiệt bớt đi. Và vedette trong những cái ho quần áo của mình chính là quần đùi. Không biết tại sao nhưng mà mình rất là thích mặc quần đùi. Kiểu nó không ngắn quá mà cũng không dài quá. Mình rất là hoạt động, rất là thoải mái. Và đây là một em quần đùi màu da người, có những cái dọc màu đỏ. Và trông nó cũng khá là cute nhưng mà không dễ thương đâu. Ừ. Tiếp theo thì lại là một cái chiếc gì đó màu đen. Thì đây một chiếc váy. Và nó đi kèm với cả một cái set áo nữa. Thế nên là mình sẽ quay cả set sau nhé. Đúng, mọi người biết đây là cái gì. Sai rồi, đây chính là một chiếc quần đùi. Lại thêm một chú màu đỏ vào bộ sưu tập quần đùi của mình. Thì đấy, như các bạn thấy trên hình thì ngoài cái màu đỏ ra thì nó còn có mấy cái dòng chữ trên đùi và trông cũng khá là ok, xinh xắn. Lại cái gì nữa đây? Đây là một cái áo rất là nhiều màu. Và đấy, như các bạn thấy trên hình thì nó như thế. Làm mấy cái ho quần áo này mình chả biết lồng tiếng cái gì. Tại vì cái gì nó cũng chỉ hình trên hình rồi, mình chả biết nói cái gì. Mình chỉ muốn nói là để mọi người cảm thấy đỡ cô đơn một mình khi xem video này. Lại đến một cái em màu đen. Cái này thì mình cạn lời luôn ấy, mình không biết nói cái gì luôn đấy. Đấy, nó chỉ có cái màu đen xì xì này thôi. Cái màu này thì nó y hệt cái lúc mà các bạn nhắm mắt ấy. Để xem em tiếp theo này thì có cái gì đặc biệt không. Nhìn cái mặt mình là biết nó hơi đặc biệt rồi. À không, nó cũng bình thường thôi. Đây là một chiếc quần short, có vài cái nút ở bên cạnh hông và cái đường cắt cũng khá là đẹp mắt. Lồng tiếng đến đây là mình cũng thấy hơi nản rồi đấy. Lại là một chiếc quần đùi. Trời đất ơi, đây là một chiếc quần đùi màu đen và có một cái ô hình vuông màu xanh, in hình bốn khuôn mặt đang chán đời. Chính thức mình tự phong cho mình cái danh hiệu là chị Vân quần đùi. Tiếp theo là một cái gì đó rất là hổ báo cáo trồn. Nhìn đã cảm thấy rất là mát mẻ rồi đây. Thế nhưng mà bù lại thì trông nó rất là dễ thương. Kiểu như là con mèo đội lốt báo ý. Đồng thời thì người ta cũng khâu thêm ba cái ngón chân để trông nó giống một cái con báo hơn là một cái con giỏ đang ngồi giữa cái nắng nóng mùa hè. Mình rất chi là xin lỗi mọi người nếu hôm nay mọi người cảm thấy mình ăn nói kiểu gắt gỏng các thứ. Tại vì vừa xem đá bóng xong đâm ra tâm lý nó hơi cháy quá. Tiếp tục với series hồ báo cá chuồn thì chúng mình sẽ đi đến với một chiếc váy nhẹ nhàng đầm thắm, đôi chân dài như cây tre Việt Nam. Và đây là mình. Thề luôn, mình rất là thích mặc mấy cái váy cổ vuông ấy, tại vì trông nó vừa sang chảnh vừa nữ tính. Thì đây là mình quay cận cảnh uốn néo vài vòng cho bạn xem. Tiếp theo, mọi người biết mình mua cái gì không? Mình mua tất. Thì mình mình mua rất là nhiều thể loại màu mè tất các thứ, nhưng mà kiểu mình không hiểu tại sao mình mua tất từ tận Trung Quốc để ship sang Mỹ. Nhưng mà đấy, mình mua rất là nhiều màu để có thể phối đồ với cả những cái màu quần áo khác nhau ấy. Nói chung cứ phối cái màu tất trùng với màu áo là auto đẹp. Tiếp theo thì mình có mua một cái quần bò rất là hữu dụng. Đó là khi mình ngã thì mình sẽ thấy đau. Thì còn lúc mà mình không ngã thì mình sẽ thấy mát. Túm cái quần lại thì chả còn gì. Nhưng mà nói chung cái quần này thì nó siêu đẹp các bạn ơi. Corona. Tiếp theo lại là một chiếc áo sơ mi rất chi là thiên nhiên. Anh này thì cùng một ruột với cả cái con áo hồng. Nói chung là chất liệu thì không phải bàn cãi. Còn cái độ xến thì phải gọi bằng cụ. Khoác trên mình cái tấm áo màu xanh nõn chuối rực cháy. Perfect. Tiếp theo thì chúng mình cùng tĩnh tâm lại, ngồi xuống hít một ly trà và nhìn ngắm một em quần màu trắng tinh khôi, nhẹ nhàng, trong trẻo. Em này thì mặc lên siêu mềm và rất là dễ chịu. Túm cái váy lại thì còn cái quần, cái này thì mặc đi đâu cũng được. Ở nhà đi chơi các thứ rất là thoải mái và năng động. Trời ơi, tiếp theo là một em áo dài tay siêu cute luôn. Hình con Hello Kitty. Thì đấy, mình thấy rất là thích cái này. Không biết các bạn có nghĩ như mình không, nhưng mà mình cảm thấy nó không hề kiểu bị xến xến ý.
mà mình cảm thấy nó ngầu ngầu cơ. Và mọi người cứ yên tâm một điều là tí nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đặt đồ từ A đến Z luôn. Và tiếp theo là một cái quần. Và lần nào mình mua đồ thì họ cũng hay tặng những cái thẻ hoặc là kẹo hoặc là stickers. Ngoài cái quần trắng ra thì mình mua cả một cái quần màu xám này nữa. Thì những cái quần kiểu này mặc ở nhà đi chơi các thứ phối đồ rất là dễ và rất là thoải mái. Và tiếp theo sau đây chính là cái áo mà đi liền với cái chân váy. Và khi mà mình đắp lên người thì mình cảm thấy rất chi là mang cái âm hưởng K-pop. Thì nhân tiện trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn order đồ Taobao ấy. Thì trong cái video mà mình đi mua sắm đồ để mang đi du học có rất là nhiều loại quần áo đẹp, thì mình sẽ cập nhật lại link Taobao phía dưới và các bạn có thể order theo cách mà mình hướng dẫn ở cuối video này nhé. Thôi nào Vân ơi, quay trở lại nhận xét cái bộ này thì mình cảm thấy khi mặc lên ấy, mình thực sự muốn tập nhảy K-pop. À lê lê, tiếp theo thì chúng mình sẽ không phải là quần áo nữa mà là một đôi giày màu trắng đẹp kinh khủng khiếp. Cái bộ đế cao chót vót như này đi lên thì có màu cao thành mấy mét. Trời đất ơi, trông nó rất là hách dáng và đáng yêu luôn ý. Đố mọi người biết đây là cái gì, lại sai rồi, đây chính là một chiếc quần đùi. Vâng, các bạn không nhìn nhầm đâu ạ, đây chính là một chiếc quần đùi màu trắng. Nước đi này chính mình cũng không thể lường trước được. Tại sao mình mua nhiều thế hả mình ơi? Vâng, và tiếp theo chúng ta lại đến với một chiếc áo màu trắng miễn bình luận. Không biết nói cái gì luôn. Nói chung mình thấy đồ basic rất là quan trọng trong tủ đồ ấy. Nếu không có thì những cái lúc mà không biết mặc gì thì sẽ không có gì để mặc. Và tiếp theo là cái gì nhỉ? Trời đất ơi! Vân ơi! Cái gì đây? Tỉnh lại đi Vân ơi! Nó ngất vì bệnh ám ảnh quần đùi rồi các bạn ạ. Ok, tỉnh lại rồi. Thì đây là một cái áo hoodie màu xanh, cũng là rất là basic. Và giống như cái màu đen thì nó là màu xanh. Nói chung mình thấy cả hai cái hoodie mình mua thì mình đều rất là ưng cái form với cả cái màu. Tiếp theo đây thì chúng ta đã có một cái áo rất chi là mùa hè, trông nó hơi nghịch ngợm ấy. Thì đấy, nó có mấy cái con quỷ hay sao á trên áo, mình không biết đây là con gì, chả biết nó có trong hoạt hình nào không. Thì nếu mà các bạn biết thì các bạn hãy comment phía dưới. Thì con nó rất là đẹp và mình rất là thích. Trời ơi, trông nó ngầu ngầu ý. Sau đây thì chúng mình lại có một chiếc áo màu cam rất chi là chói lóa. Thì nói chung cũng là chiếc phông trơn bình thường thôi, để mặc phối hoặc là đeo thêm những cái xiềng xích các thứ trên cổ ý, thì chắc cũng ok. Tiếp theo thì chúng mình cùng chào đón một em áo len màu đỏ chất liệu thì siêu mềm luôn. Thà mình phối vèo một cái về cái chân váy với cả đôi tất ý, trông đã rất là ok rồi. Và đây là đôi chân dài đến bụng của mình. Trời ơi, trông nó kawaii quá đi mất. Nhiều lúc thì muốn nói tiếng Nhật một cách rất là dễ thương, nhưng mà giọng mình thì nó trầm quá mọi người ạ. Ây yo, và mình sẽ đến với một chiếc áo rất là ngầu lòi. Mình không biết cái hình này ý nghĩa sâu xa là gì, nhưng mà mình chỉ thấy nó ngầu và nó đẹp. Vậy nên thích thì nhích. Và ten ten, đây chính là chiếc áo mình cực kỳ thích. Trời ơi, hãy nhìn đi, từ cái màu áo cho đến những cái hình vẽ, trông nó kiểu như một cái tác phẩm nghệ thuật, trời ơi đẹp quá. Và các bạn có thể thấy thì cái size mình mua nó rất là rộng, ống tay thứ nó bị dài lòng ngoằng luôn. Nhưng mà tự nhiên mình cứ bị thích cái kiểu bị quá size như này, bị kiểu rộng quá mức ấy. Nếu mà một người nữa mà chui vào áo mặc của mình ấy thì mình nghĩ nó vẫn rất là vừa vặn. À, và tiếp theo thì chúng ta có đây rồi, đôi giày. Và chúng mình còn được tặng thêm một cái thẻ của ai đó. Mình kiểu bị xúc động khi nhìn thấy cái đôi giày này, kiểu nó siêu đẹp luôn ý. Đó, mọi người hãy chiêm ngưỡng đi, trời ơi. Mình cạn lời luôn. Nói chung là nó quá đẹp và mình xin cho điểm tuyệt đối. Nối gót cái mũ thì cái áo nó cũng hổ báo cáo trồn, nhưng mà màu xanh. Và đó lại được tặng thêm một cái sticker. Thì nói chung là từ nãy đến giờ mình mua đồ mình chưa bị kiểu bị thất vọng về cái nào ấy, tại vì cái nào cũng đẹp. Lòng tiếng từ nãy đến giờ đọc bàn luận về quần áo ấy mà mình bị hết cái ngôn ngữ ấy. Thế mà bây giờ mình cũng không biết nói cái gì luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ bật cái mood mệt mỏi. Thì hãy nhìn đi, đây là một chiếc quần màu hồng, trông rất là đẹp. Và nó có một cái hình trái tim ở cái phần đầu gối. Nói chung là mình cảm thấy rất là thích. Ok, vừa rồi là cái nhân cách thứ hai của mình, nó vừa mới trỗi dậy. Thì nói chung đấy, mình cũng rất là thích. Tiếp theo chúng mình sẽ chuyển đến một cái mặt hàng khác, đó chính là một đôi tất lưới có đính những cái hạt đá trông khá là xến sầm và nói chung là rất là hợp để chụp ảnh ăn chơi. Ồ lê lê, và cuối cùng chúng ta lại đi đến cái món cuối cùng, đó chính là một chiếc quần dài, hẳn là chữ goodbye luôn, đúng là cái cuối cùng mà. Thì đấy, như mọi người đã thấy thì cái họa tiết nó rất là tuyệt vời, và bên cạnh thì có những cái túi với cả những cái đường viền ấy, trông rất là xinh, cũng như là độ rộng các thứ thì nói chung là vừa phải. Nói chung là thích.
Cuối cùng thì chúng ta đã xong cái phần dạo đầu. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách để order hàng qua Taobao nhé.